Tào thành xuyên qua đến quỷ dị kha học thế giới, mị ma bối tỷ, thiên sứ tiểu lan, huyết tinh Mary, yêu nữ hữu hy tử, raemon ai mộng Silly đối mặt mị ma bối tỷ quy hiếp, kích hoạt thần thâu hệ thống, đinh. Kích phát thuận tay giác dê, bị động, trộm lấy. Mị ma bối tỷ trái tim thiếu nữ đinh. Mị ma bối tỷ phương tâm dung hợp thành công đinh. Phẩm chất tăng lên, đạt tới bảy đinh. Kích hoạt mị ma tâm linh vị diện, mở ra mị ma bối tỷ nữ vương dưỡng thành lộ tuyến đinh văn lầm lẫn giả dối đinh phát động đầu cơ trục lợi chủ động trộm lấy ác nữ quỷ công ty hệ thống đinh con nàng biến thành lô trắng đinh khởi động xà hoán trụ chủ động a cua thay thế funina tàu thành hệ thống chẳng những trọng người còn trọng hệ thống mạng tiểu thuyết phi lương nhắc nhở ngài bản tiểu thuyết cùng nhân vật chỉ là hư cấu, nếu có giống nhau, chỉ là trùng hợp, chớ bắt chước. Chương 1 Bối tỷ khuê phòng á sách mới đủ loại câu. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Tạo thành tốt nghiệp đại học ở nhà chơi trò chơi, máy tính đột nhiên bắn ra một trang trò chơi. Mùa giải S3 sắp bắt đầu. Có, không muốn trở thành một tên trộm. Cướp của kẻ thù, người đẹp giàu có. Dưới sự thúc đẩy của lòng hiếu kỳ, tạo thành mở trang web. Hãy chọn thế giới mà bạn muốn đi qua. Bách quỷ dạ hành, thế giới linh dị, hai, mỹ nữ phúc lợi, tổng mạng thế giới, học sinh tiểu học mới làm đề lựa chọn. Đồng thời lựa chọn bách quỷ dạ hành cùng mỹ nữ phúc lợi. Xuyên việc đến linh dị hồi phục tổng mạng thế giới, người ban đầu tuổi là tuổi. Gợi ý hữu nghị. Nhỏ nhất là 6 tuổi, lớn nhất là 18 tuổi số 13 đối với phương Tây mà nói là con số không rõ, đối với phương Đông mà nói có ý nghĩa không giống bình thường. Trực tiếp viết 13. Trang web lập tức chuyển đổi. Có hay không từ bỏ, hoa hạ, huyết thống cùng thân phận, sau khi từ bỏ, có thần bí ban thưởng nha. Từ bỏ huyết thống và thân phận của hoa hạ. Nói về lòng yêu nước. Lấy thần bí ban thưởng đến khảo nghiệm tạo thành. Sau khi đưa ra lựa chọn, Tào Thành nhìn thấy trên màn hình xuất hiện. Chúc mừng người chơi đã lựa chọn đúng. Tiếp theo trang web xuất hiện giới thiệu bối cảnh thế giới. Linh dị khôi phục tổng mạng thế giới, dung hợp thật nhiều cái 18 ít phút lợi thế giới. Mẹ kế rất đẹp, gã vào nhà cao liễu, băng phong ma luyến, hắc ám ma quật, ngạo thế nữ thần dạy dỗ, vân vân. Tổng mạng thế giới, cao nhân khí, mỹ nữ sớm đã thức tỉnh đặc thù huyết mạch. Mỹ ma bối tỷ, Thiên sứ Tiểu Lan, Huyết Tinh Mary, Yêu Nữ Hữu Hy Tử, Doraemon Ai Mộng Silly. Gợi ý hữu nghị. Chinh phục thể xác và tinh thần của họ, có thể nhận được phần thưởng đặc biệt. Huyết Nguyệt Phủ Xuống. Linh dị hồi phục. Bách quỷ dạ hành. Quy tắc quái đàm. Một thời gian cố định ở năm kha học thứ nhất. Mỗi khi đến Tết Nguyên Tiêu và Tết Trung Nguyên, đêm giao thừa nhỏ sẽ xảy ra gợi ý hữu nghị. Thời gian ngày hôm sau sẽ ngẫu nhiên đổi mới. 3. Mỗi phát sinh một lần huyết nguyệt quỷ dị, tự động dung hợp những thế giới khác. 4. Kha học thế giới có rất nhiều độ nguy hiểm cực cao khu vực. 5. Các thế lực văn minh khác xâm lược thế giới kha học. Người đẹp là nguồn lực chiến lược quan trọng. 7. Dung hợp thế giới nhân vật tại tống mạng thế giới, nhân vật quan hệ cùng bối cảnh tính cách có biến hóa. Đọc điều kết thúc, màn hình xuất hiện một cái lỗ đen xoáy nước, đem tàu thành hút vào. Wow! Thật sự trở nên nhỏ hơn. Quần áo vốn lớn nhỏ thích hợp, trở nên mập mạp thật lớn, trở thành gánh nặng. Cả căn phòng trang trí đơn giản ấm áp, lấy màu hồng làm chủ đạo, trong không khí đạm đạm phiêu giật mùi thơm ngát dễ ngửi. Trên bàn trang điểm đặt vài bộ mỹ phẩm và dụng cụ trang điểm dùng để trang điểm. Các đồ vật đều có logo hoặc hình đáng yêu trên giường còn đặt mấy con búp bê hoạt hình. Trên vách tường giá sách, chỉnh tề xếp đầy các loại sách tiếng Anh không biết tên, hơn nữa ánh đèn nhu hòa phối hợp. Khuê phòng của vị Mỹ nữ nào? Lúc tạo thành ảo tưởng y y, phía sau truyền đến tiếng mở cửa, quay đầu nhìn lại. Mái tóc dài màu vàng phiêu giật cùng kính trăm màu tím nhạt. Một khuôn mặt lãnh diễm tuyệt luân, da thịt trắng noãn như tuyết mùa đông. Bộ âu phục màu đen của phụ nữ kết hợp với một chiếc áo sơ mi trắng tinh khiết. Bộ phận ngực được nâng lên thật cao, đường nét sự nghiệp thâm thúy mê người. To nữa. Lại thịt. Lại cao ngất. Nửa người dưới thì mặc một chiếc váy hẹp màu đen. Hai cái đùi đẹp thon dài thẳng tắp từ dưới váy lộ ra, chân cân xứng, đường nét ưu mỹ. Tất chân màu đen trong suốt phía trên phản xạ quang mang rất nhỏ. Gót giày của một đôi giày cao gót màu đen ít nhất cũng có 9cm. Đôi chân đẹp này tuyệt đối có thể chơi 10 năm. Chị bối, ma nữ ngàn mặt của tổ chức áo đen, so với hình tượng trong anime còn đẹp hơn. Một đào ảo ảnh màu đen hiện lên, bối tỉ một tay bắt lấy tàu thành cổ áo, đem tàu thành cả người cho nhất lên. Bộ dáng thành thạo, giống như tàu thành là kẹo bông gòn không có trọng lượng. Đối diện với chị bối ở khoảng cách gần, sống mũi cao thẳng. Đôi môi đỏ mộng mị hoặc, khiến Tào Thành hận không thể hôn một cái. Tiểu gia hỏa thú vị. Nghe được tiếng nhật nỉ non trong miệng chị bối, Tào Thành lại có thể nghe hiểu. Thông qua kính trăm màu tiếng nhạc phản xạ, Tào Thành thấy được khuôn mặt của mình sau khi nhỏ đi. Tóc đen tinh khiết. Đôi mắt thuần đen. Lông mi dài nhỏ thuần đen. Da thịt trắng nõn tinh khiết, thân hình non nớt, khuôn mặt mềm mại. P.S. Sách mới các loại cầu. Sách mới các loại cầu. Sách mới các loại cầu. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu viết. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Chương 2. Thần thâu hệ thống á sách mới đủ loại cầu. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Tiểu chính thái hoa hạ huyết thống thuần khiết. Thân thể trở thành đứa trẻ, nhưng tâm trí và sức mạnh không yếu đi lộ ra nụ cười tươi sáng như ánh mặt trời ngọc thủ vương về phía đường sự nghiệp của mình chị bối từ bên trong lấy ra một khẩu súng lục nữ màu trắng bạc tạo thành rất tò mò đường dây sự nghiệp của chị bối làm sao giấu được súng lục súng lục của phụ nữ xoay quanh ngón trỏ xoay tự do trong ba tuần rưỡi động tác vừa đẹp vừa hiên ngang không hổ là thiên diện ma nữ bối tỷ của tổ chức áo đen hồng súng lạnh như băng để ở huyệt thái dương của tào thành xúc cảm lạnh như băng để cho tào thành mỉm cười xấu hổ cứng ở trên mặt bối tỷ lạnh diễm tàn khốc tản ra sát khí thấu xương vừa xuyên qua tới liền muốn dê dê không cam lòng a à. cảm ứng được ý chí bất khuất của máu long hồn bảo cụ của tào thành bắt đầu thức tỉnh sắc mặt ửng đỏ hồng súng của chị bối di động xuống phía dưới Long hồn bảo cụ vừa mới thức tỉnh bị súng lục lạnh như băng của nữ sĩ chỉ vào. Giữa hai chân truyền đến cảm giác lạnh khủng bố. Chị bối quá độc ác. Tiểu băng hữu. Ngươi là người hoa hạ. Nghe chị bối nói tiếng phổ thông quốc ngữ phi thường tiêu chuẩn, tạo thành cảm thấy ngạc nhiên. Bản thiếu gia là người hoa hạ thuần chủng. Một nụ cười lạnh khóc, khiến sát khí của chị bối càng nặng hơn. Hoa hạ có câu ngạn ngữ. Người thức thời là tuấn kiệt. Ngươi lựa chọn cái chết hay là sống sót? Đương nhiên là lựa chọn sống sót. Tiểu chính thái tào thành được đặt ở trên giường lớn mềm mại, bối tỷ lộ ra ý vị thâm trường mỉm cười. Súng lục của quý cô màu trắng bạc được đặt lại, đường dây sự nghiệp chỉ bối tháo kính trăm màu tím nhạt xuống. Trong đôi mắt màu lam đậm, mang theo vài phần cảm giác tang thương. Phối hợp với mái tóc dài màu vàng kim cùng da thịt trắng nõn sáng bóng, thân cao nóng bỏng mê người kha học thế giới cực phẩm đại dương mã lại đặt kính trăm màu tím nhạc vào trong đường dây sự nghiệp nửa người trên cố ý nghiêng về phía trước đầu ngón tay ngọc của chị bối đặt lên xương quai xanh của mình phong cảnh thánh nữ tú lệ cảm giác thần bí mười phần móng tay dài ra 5 cm màu sắc từ màu trắng phấn biến thành màu tím phấn mở miệng tham lam lộ ra bốn cái răng nanh rõ ràng đã dài ra Hình dạng cực kỳ giống trăng trắng độc. Phía sau xuất hiện một cái đuôi màu đen, cuối đuôi là hình trái tim đào. Chị bối không phải người. Thật sự là mị ma. Bối cảnh trò chơi là có thật. Tiểu đệ đệ đáng yêu. Trở thành nam hài sủng vật của tỷ tỷ ta đi. Vừa nói, bối tỷ mặt mang ôn nhu vừa chủ động tới gần tiểu chính thái tào thành. Sĩ khả sát. Không thể nhục. Đường đường hoa hạ đại thiên triều người xuyên việt khá có thể trở thành thổ dân đại dương mã sủng vật. Tào thành nội tâm kích động, nghe được trong đầu truyền đến tiếng ngự tỷ ấm áp êm tai. Đinh Kích hoạt thần thâu hệ thống Đinh Kích hoạt thể chất thuần dương mị cốt Thuần dương mị cốt Khác phái bổ ma thánh vật Hấp dẫn đối với người khác giới y một nghìn, đinh Đạt được kỹ năng Diệu thủ không không, chủ động, tạc mi miêu nhãn, chủ động, thuận tay dắt dê, bị động, diệu thủ trống không, chủ động. Ngẫu nhiên lấy trộm vật phẩm từ trên người đối tượng chạm vào, vật phẩm trực tiếp tiến vào không gian hệ thống. Không làm mát, không tiêu hao, không đọc giấy, tam vô, thần kỹ. Tạc mi miêu nhãn, chủ động. Có thể nhìn thấu độ hữu hảo của đối phương. Thuận tay dắt dê. Khi trộm cắp, có 5% cơ hội tiến hành trộm cắp số tiền thu được phải vượt quá ba ngón tay vàng cuối cùng cũng tới. Tạo thành tâm tình thật tốt, sử dụng, tạc mi miêu nhãn, xem xét tin tức của bối tỷ. Tên thật sarong Winniac, Ben Mốt, Chủng tộc Mỹ Ma, Biến Dị, Tuổi Thân xử nữ, chịu ảnh hưởng của thuốc A, không thể hiển thị chính xác tuổi tác, ít tê giao diện. Môi, đại bác, đuôi, chân ngọc, bụng nhỏ, eo nhỏ chế độ sạc nhanh em chàng tất thân thiện. 70 gợi ý tình bạn. Thân thiện 100, giá trị đầy đủ, số âm là thù hận kết nối mỹ nữ, ít tê tiếp nối, thuần dương mỹ cốt, thể chất có thể đối mỹ nữ, nhanh sung, bổ ma. Đề nghị ký chủ đối với mỹ ma, bối tỷ đói khác khó nhìn, tiến hành bổ ma. Chị bối quả nhiên là mỹ ma. Nghĩ đến một số hình ảnh phúc lợi 18 x sắc mặt tạo thành trở nên có chút đỏ lên. Ánh mắt tò mò cùng sắc sắc đánh giá mị ma bối tỷ Long hồn bảo cụ thức tỉnh. PS. Sách mới các loại cầu. Sách mới các loại cầu. Sách mới các loại cầu. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu VIP. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Chương 3. Trộm lấy. Mị ma bối tỷ phương tâm tu bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Trên người phát ra mấy đạo hào quang màu đỏ đen, sau đó bối tỷ bộc phát ra một cổ sóng khí. Xé và kéo. Xé và kéo. Quần áo trên người biến thành mảnh vỡ bay múa đầy trời, thánh quang màu đỏ tí bao bọc lấy thân thể bối tỷ. Chưa đầy 10 giây, ánh sáng đã biến mất. Dưới chân là một đôi giày da cao gót ống dài màu đen, tất chân màu đen bao lấy một đôi đùi đẹp. Áo da bó sát màu đen thật lớn thể hiện dáng người nóng nảy. Cánh chim rộng lớn ở sau lưng triển khai, có thể nhìn thấy trên khớp xương điểm suýt móng vuốt sắc bén như dao nhọn. Cuối đuôi đen là trái tim bích đáng yêu. Đôi môi đỏ mộng diễm lệ lộ ra một nụ cười tàn sát bừa bãi, từ nơi đó chảy ra một tia nước miếng. Lỗ tai dài nhọn, răng nanh hơi lộ ra chiều dài, mái tóc dài màu vàng rơi lạ tả. Phù văn thần bí trên trán, có loại mỹ cảm khác đôi mắt màu lam đậm nhìn chằm chằm tạo thành, cực kỳ tham lam. Chỉ ở trong ảo tưởng xuất hiện qua cực phẩm mị ma xe sang trọng. Biến thân Trong game thường là thiết lập riêng của bốt. Bắt đầu cuộc chiến bốt. Để cho tạo thành cảm thấy hết hồn hết vía. Thân thể nghiêng về phía trước, dung nhan tuyệt thế của mị ma bối tỷ ở trong mắt tạo thành dần dần phóng đại. Thật sự là thái sơn áp đỉnh. Thật sự áp lực bạo kích. Alexander thật. Vươn ra một đôi tay nhỏ bé trắng nõn, tạo thành làm ra tư thái bị động chống đỡ. Lớn quá. Cảm giác áp bách mười phần. Vật lý đối kháng, căn bản không phải là đối thủ a. Đinh. Kết nối thành công, sử dụng phương thức nạp nhanh. Sexy. Sexy. Từng đạo điện lưu sinh ra. Điều trị bằng điện làm chị bối cảm thấy rất thoải mái các mô tế bào được nuôi dưỡng bằng năng lượng, tạo ra âm thanh vui vẻ theo bản năng. Thuần dương mị cốt tản mát ra rất nhỏ năng lượng, vừa có thể chữa trị dị tính tổn hại, lão hóa, bệnh biến tế bào tổ chức. Lại có thể làm cho người khác phái đối với thuần dương mị cốt tạo thành sinh lý thường ỷ lại cảm giác. Thuần dương mị cốt phát ra năng lượng rất nhỏ, không ngừng bị mị ma bối tỷ hấp thu các mô tế bào bị tổn thương được chữa khỏi và tác dụng phụ của thuốc a được vô hiệu hóa tế bào lão hóa tái tạo sức sống hiệu suất trao đổi chất nhanh hơn nhiều thoát thai hoáng cốt mị ma bối tỷ trong lòng thập phần đắc ý không nghĩ tới thiên tứ cơ duyên lại rơi xuống trên người nàng mở ra đôi môi đỏ mộng đối với tiểu soái ca tào thành thở ra như lan sương khói màu tím nhạt vây quanh đầu tào thành thơm quá Ngọt quá. Ngon quá. Xe sang trọng mị ma. Cực phẩm mỹ thịt. Tủ sắc khả thực. Thực dục tăng nhiều tình cảm, để tạo thành trong ánh mắt tràn ngập đại lượng màu đỏ tía. Trong mắt kia một mặt thanh minh tượng trưng cho tạo thành lý trí cuối cùng. Vạn phần nguy cấp dưới tình huống, tạo thành phát động diệu thủ không không, chủ động. Đinh. Phát động diệu thủ không không, chủ động, trộm lấy mị ma Ti một đinh phát động diệu thủ không không chủ động trộm áo ngực mị ma một đinh phát động diệu thủ không không chủ động trộm lấy mị ma tiểu nội nội một đinh kích phát thuận tay dắt dê bị động trộm lấy mị ma bối tỷ thiếu nữ mị ma bối tỷ thiếu tâm giá trị năm đặc thù ma pháp đạo cụ trang bị hiệu quả cụ thể như sau. một, Miễn dịch với bất cứ sự kiểm soát nào của quyến rũ. 2. Độ thân thiện của chị bối, mị ma, đạt tới giá trị đầy đủ. Tình bạn nhắc nhở. Mị ma, bối tỷ sau khi chết, có thể mượn mị ma bối tỷ thiếu tâm, sống lại. Mị ma bối tỷ thiếu tâm, phá nát, mị ma bối tỷ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Sương khói màu tím nhạt, hẳn là kỹ năng khống chế mị hoặc. Tào Thành nhanh chóng lấy ra trái tim của mị ma bối tỷ. Hai tay bị trói, không tiện lắm. Chỉ có thể dùng cái miệng nhỏ nhắn, trong miệng Tào Thành hàm chứa mị ma bối tỷ thiếu tâm. Ông nhuận như nước, để Tào Thành lập tức tiếp xúc, mị hoặc trạng thái, đầu óc khôi phục thanh minh. Có đồng xu cỡ một đồng, hình trái tim đào. Chất liệu mềm mại quy đạn, cực kỳ giống thạch hoa quả. Tiểu gia hỏa thú vị. Mị Ma Bối Tỷ nhẹ nhàng mà đem Tào Thành một tay sách lên dưới góc nhìn của Tào Thành vừa vặn thấy được phong cảnh mê người của Mị Ma Bối Tỷ, Tâm ngứa khó nhìn, miệng khô lưỡi khô, theo bản năng nuốt nước miếng. Cốc cốc. Mị Ma Bối Tỷ thiếu tâm bị Tào Thành cho ăn vào trong bụng. PS sách mới các loại cầu, sách mới các loại cầu, sách mới các loại cầu. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách bổ sung 100 tặng 500 phiếu VIP. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Chương 4. Ăn hết. Mỹ ma bối tỷ phương tâm tu. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Không lấy được test từ nguồn Trung Quốc. Chương 4. Ăn hết. Mỹ ma bối tỷ phương tâm tu. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Không lấy được test từ nguồn Trung Quốc. Chương 4 Ăn hết Mị ma bối tỷ phương tâm ma mới Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Trong lòng có cảm giác Ngọc thủ che ngực, đôi mày thanh tú nhăn lại, bối tỷ vẻ mặt hoảng sợ nhìn về phía tàu thành a à, phát ra âm nữ cao bén nhọn, mị ma bối tỷ hai tay che ngực Ngươi đã làm gì ta? Ách Cổ họng rung rẩy lên xuống Trái tim của chị mị ma bối xuyên qua thực quản, tiến vào trong dạ dày truyền tống đến trái tim mạch máu hình vành tim cùng mị ma bối tỷ thiếu tâm bắt đầu tiến hành huyết nhục dung hợp mị ma bối tỷ thiếu tâm phát ra quang mang màu vàng tím mị ma bối tỷ cùng tiểu tặc tào thành đều có thể đá trúng tiếng tim đập của nhau bùng bùng đinh dung hợp mị ma bối tỷ thiếu nữ tâm mị ma bối tỷ độ hữu hảo một trăm tên thật Sharon Winniac, Ben Mốt, chủng tộc. Mị ma, biến dị, tuổi. Cơ thể còn trinh, bị ảnh hưởng bởi thuốc, không thể hiển thị chính xác tuổi, ít tê giao diện. Môi, đại bác, đuôi, chân ngọc, bụng nhỏ, eo nhỏ chế độ sạc nhanh. En chàng tấp độ thân thiện. 100, đầy đủ giá trị, kỹ năng. Mị ma biến thân, chủ động, mị ma không gian, bị động, mị ma phun tức chủ động, sợ hãi. Yêu say đắm. Tham lam. Văn, lầm lẫn, giả dối. Để cho tạo thành cảm động lây, đồng thời tạo thành cảm xúc truyền lại cho bối tỷ. Hai người bốn mắt nhìn nhau, nhìn nhau không nói gì. Sexy. Sexy. Trong không khí truyền đến ánh mắt tương tác tia lửa điện. Bùng. Bùng. Tim hai người đập nhanh hơn, tần suất tim giống nhau. Mở rộng đôi cánh mị ma sau lưng, Bối Tỷ dáng người cao gầy, phối hợp với giày cao gót, chiều cao đột phá 2m. Dưới uy hiếp của cự pháo trên đỉnh, Tào Thành có vẻ thập phần nhỏ yếu. Ngón trỏ như ngọc gợi lên cầm của tiểu soái ca Tào Thành. Mị ma, Bối Tỷ lãnh diễm cao quý, bày ra khí tràng nữ vương cường đại. Anh bạn nhỏ, cậu đối với tôi có loại ý nghĩ này. Ý nghĩ đó là ý nghĩ gì? Ý tưởng nam hoang nữ ái đối mặt với lời nói trắng trợn của bối tỷ, tạo thành thập phần thông dông. Vâng. Ngươi muốn chinh phục ta. Để ta trở thành hậu cung của ngươi. Đúng. Tôi không phủ nhận. Ở trong lòng ngươi, ta là cực phẩm đại dương mã cùng mị ma hào xa. Chị bối sao ngay cả đặc biệt danh cho cô cũng biết. Chẳng lẽ là bởi vì nguyên nhân? Bối tỷ lãnh diễm cao quý khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười thần bí. Có phải không? Tiểu bại hoại. Ngươi thật xấu xa. Nhưng ta rất thích. Tiểu bằng hữu. Để ta xem thực lực của ngươi. Có thể chinh phục ta hay không? Lợi dụng ưu thế chiều cao, mị ma, bối tỷ đối với Tào Thành triển khai miệt thị cao ngạo nữ vương. Tư thái nữ vương mười phần, kích khởi lòng chinh phục của Tào Thành. Không đợi bối tỷ nói xong, Tào Thành dẫn đầu phát động công kích. Bối tỷ lãnh diễm cao quý. Sơ xuất Không có flash Bị tạo thành trẻ tuổi đẹp trai đánh lén đắc thủ Đinh Kết nối thành công, sử dụng phương thức nạp nhanh Sexy Sexy Từng dòng điện sinh ra, chạy khắp người, mị ma, bối tỉ Tổ chức tế bào truyền đến thanh âm vui vẻ, tác dụng phụ của thuốc A giống như khối băng dưới ánh mặt trời, nhanh chóng biến mất Da thịt vốn trắng nõn mỹ lệ, trở nên có chút hồng nhuận thả lỏng thần kinh cùng cơ bắp toàn thân, mị ma, bối tỷ toàn thân tê dại trong mắt tràn ngập mê ly cùng tình yêu. Một đôi cánh tay non nớt mà mạnh mẽ, ông eo nhỏ của chị bối. Bối tỉ mị nhãn như tơ, khát vọng chinh phục bạch mã hoàng tử. Chị mã bối da trắng nõn nà cực phẩm, trở thành con ngựa của vương tử Tào Thành. Lãnh diễm. Cao quý. Bí ẩn. Nữ hoàng sa rông, nữ minh tinh quốc tế, chị bối ma nữ ngàn mặt, nữ sát thủ tuyệt vời, uy năng. Bị tiểu soái ca tạo thành của hoa hạ chinh phục. Cảnh tượng đó cực kỳ giống nữ hoàng chiến bại, trở thành vật cưỡi của Gobin. Đinh. Hoàn thành che giấu thành tựu giọt máu đầu tiên, đạt được. Ngoạ Long Xuất Sơn, danh hiệu. Ngoạ Long Xuất Sơn, danh hiệu. Quỷ dị ăn mòn kháng tính y 10 Đinh. Chinh phục mị ma bối tỷ đạt được bảo rương đặc thù một Đinh. Mở ra, bảo rương đặc thù thu được. Thẻ tiến hóa con mắt một Đinh. Tự động sử dụng, nhãn tiến hóa tạp. Lông mày trọng mắt mèo. Có thể nhìn thấy độ thân thiện và dữ liệu cơ thể của người khác. Chinh phục người đẹp. Nhận phần thưởng đặc biệt. Thiết lập thập phần tà ác. Giải trừ trạng thái biến thân, mị ma, bối tỷ thân thể mềm mại nằm ở trên giường ngủ. PS Sách mới các loại cầu Sách mới các loại cầu Sách mới các loại cầu Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách Bổ sung 100 tặng 500 phiếu VIP Thời gian hoạt động Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4 Chương 5 SD Mỹ nữ chat group à, sách mới Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Mái tóc dài màu vàng mềm mại rất tán loạn giống như một con mèo khiến người ta yêu thương. Vuốt ve đôi chân dài của bối tỷ, tạo thành đắp chăn cho nàng. Tên thật sarong Winniac, Ben Mốt, Chủng tộc Mỹ Ma, Biến Dị, Tuổi 37, tác dụng phụ của thuốc A đã được làm sạch, chiều cao 192cm chiều dài chân 119cm cân nặng 69kg số vòng 109, 63, 108 cốc. Di số chân. 43 số lần phát triển. 7 mang thai không ít thuê giao diện. Môi, đại bác, đuôi, chân ngọc, bụng nhỏ, eo nhỏ chế độ sạc nhanh. En chàng tấp độ thân thiện. 100, đầy đủ giá trị, ngày hôm sau tỉnh lại, tạo thành phát hiện không thấy chị bối. Trên bàn làm việc có một tờ giấy có nội dung viết bằng tiếng Trung. Thằng nhóc xấu xa. Tỷ tỷ có việc ra ngoài một chút, đừng chạy lung tung. Trước buổi trưa có thể trở về. Bữa sáng đã chuẩn bị sẵn trong bếp. Nếu như dám chạy trốn, hậu quả tự mình cân nhắc. Phong chữ xinh đẹp của công nhân đạt tới trình độ in ấn. Khuê phòng của Bối tỷ tạo thành rất tò mò ở trong phòng tìm tòi nghiên cứu. Mở tủ quần áo ra, phát hiện quần áo bên trong rất đa dạng trong đó có vài món làm cho tạo thành hai mắt tỏa sáng. Đinh Đạt được Trang phục y tá màu hồng nhạt mị hoặc một. Đinh Đạt được Áo cưới tơ trắng thanh lương một. Đinh Đạt được Tang phục vị vong tơ đen một. Đinh Mở khóa chức nghiệp mới, tiểu tặc. Đinh Đạt được kỹ năng Cực nhanh giải mã, bị động, ngẫu nhiên ám trộm, Chủ động. Giải mã cực nhanh, bị động. Phàm là thông tin dính dán đến chữ viết, có thể nhanh chóng xem qua ký ức, cũng cực nhanh giải mã nội dung bên trên. Gợi ý hữu nghị. Bởi vì thông tin, tình báo không đủ, tạo thành kỹ năng này có tai họa ngầm giải mã sai lệch. Ngẫu nhiên ám thâu. Từ chư thiên vạn giới ngẫu nhiên tuyển chọn một mục tiêu, đối với mục tiêu sử dụng 10 lần, diệu thủ trống trơn. Hệ thống đột nhiên phát tới tin tức tạo thành hảo hảo mà nghiên cứu thần thâu hệ thống phát hiện thần thâu hệ thống là khái niệm hệ thống mở khóa một loại đạo tặc chức nghiệp sẽ đạt được kỹ năng mới tương ứng đinh sử dụng ám thâu ngẫu nhiên đinh nhân vật mục tiêu đế quốc mạnh nhất ngã tư đức tư đinh khởi động diệu thủ không không chủ động trộm giày cao gót ống dài màu trắng một đinh. Phát động, diệu thủ không không, chủ động, trộm. Tất chân màu trắng một. Đinh. Phát động, diệu thủ không không, chủ động, trộm lấy. Mũ quân màu trắng một. Đinh. Phát động, diệu thủ không không, chủ động, trộm. Tiểu nội nội màu trắng một. Đinh. Phát động, diệu thủ không không, chủ động, trộm. Quân phục màu trắng một. Đinh phát động, diệu thủ không không, chủ động, trộm. Áo ngực màu trắng một. Đinh. Phát động, diệu thủ không không, chủ động, trộm. Sủng vật vòng cổ xiền xích một. Đinh. Phát động, diệu thủ không không, chủ động, trộm. Bội kiếm hợp kim đặc thù. Đinh. Phát động, diệu thủ không không, chủ động, trộm. Một nghìn kim tệ. Đinh phát động, diệu thủ không không, chủ động, trộm. Một đôi tất chân thuần trắng. Đinh. Phát động, diệu thủ không không, chủ động, trộm. Ba cọng có dài trong vườn hoa. Đinh. Kích phát thuận tay dắt dê, bị động, trộm. Huyết mạch, đế cụ, cùng bạo hệ số. Huyết mạch, đế cụ, cùng bạo hệ số. Đế cụ, ma thần hiện ra các ma chi túy, tác dụng phụ có tác dụng kép phá hoại sự ổn định ghen và ảnh hưởng đến tinh thần. Gợi ý hữu nghị Có tài liệu nghiên cứu sinh hóa rất có giá trị. Trạm xích hồng chi đồng thế giới, hoàng cung 18 tuổi Ice, kích hoạt đế cụ ở ma thần hiển hiện các ma chi túy, đã gần một năm. Huyết mạch, đế cụ cùng bạo nhân tố đối với thân thể của nàng sinh ra phá hư không thể nghịch. Chức năng sinh lý đã sớm sụp đổ, bị bệnh phụ khoa, không thuốc có thể chữa từ trước đến nay ngải tư đức tư mạnh mẽ, chưa từng đi tìm bác sĩ nào, vẫn cố gắng đè nén sự khó chịu của thân thể. Triều đình ở đế đô rất nguy hiểm, nàng sợ một số người thừa dịp nàng bệnh, muốn mạng nàng. Nỗi đau về thể xác và tinh thần có thể được giảm bớt bằng cách liên tục giết chóc và tàn bạo. Vừa trở lại hoàng cung, ngải tư đức tư chuẩn bị tắm rửa, lại gặp phải chuyện lạ. Quần áo trên người đều biến mất. Đinh. Ngươi có đồ bị trộm. Đinh Kẻ trộm Tào Thành. Đinh Vị diện hiện tại của Tào Thành. Kha học thế giới hồi phục linh dị. TS Sách mới các loại câu. Sách mới các loại câu. Sách mới các loại cầu Thanh Minh đạp Thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu viết. Thời gian hoạt động: Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Chương 5 chinh phục mị ma bối tỷ e sửa chữa bản bạn đang nghe tại truyện chấm audio không lấy được tét từ nguồn trung quốc chương 6 thần bí nghi thức yukiko sách mới tất cả bạn đang nghe tại truyện chấm audio nghe được trong đầu thanh âm edet đề phòng một hồi cũng không có thấy có những người khác tiếp tục tắm ngải tư đức cảm nhận được sự thay đổi của mình bệnh phụ khoa ảnh hưởng đến cô ấy đã biến mất. Tắm rửa xong đi ra, cân một chút cân nặng, thân thể nhẹ đi 3 kg. Đang nghi hoặc nguyên nhân thời điểm, Esen trong đầu lần nữa truyền đến thanh âm. Đinh. Mỹ nữ nói chuyện phím nhóm hướng ngươi tuyên bố mời, có hay không gia nhập? Gia nhập. Đinh. Đế quốc mạnh nhất, ngải tư đức tư. Gia nhập, Mỹ nữ nói chuyện phím bày. Nữ hoàng Adet, Phía trên có mùi thơm của nữ vương, vuốt ve còn nóng hổi. Không phải là trực tiếp lột từ trên người ngải tư đức tư chứ? Hệ thống xấu xa. Cất kỹ, chiến lợi phẩm, Tào Thành ở trong ngăn kéo bàn học phát hiện không ít thuốc ngủ cùng một quyển nhật ký. Dưới sự thúc đẩy của lòng hiếu kỳ, Tào Thành mở nhật ký ra xem. Đọc không đến năm trang, Tào Thành cảm thấy hiệu suất đọc quá chậm. Có được ngón tay vàng, hệ thống treo ngoài, ai còn ngốc hồ hồ một trang nhìn. Đinh. Kích phát, cực nhanh giải mã, bị động, tình báo nhanh chóng đọc yên Tốc độ một mắt 30 trang Không đến 50 giây, Tào Thành đã xem xong nhật ký của sáu chị bối Kích phát, cực nhanh giải mã, bị động, tình báo nhanh chóng chỉnh lý hiệu đối yên Căn cứ vào ghi chép trong nhật ký và hoạt hình thám tử lừng danh Conan mà Tào Thành đã xem trước đây Sắp xếp lại những câu chuyện sau 58 năm trước Chị bối sinh ra trong một gia đình quý tộc Tinh Anh Âu Mỹ. 50 năm trước, cha mẹ cô qua đời trong một vụ ám sát và cô đã được một người họ hàng xa, Umaria Liani, nhận nuôi. Chị bối trở thành cô nhi tự cường tự hạn chế, ảo tưởng người yêu tương lai của mình là bạch mã hoàng tử. 40 năm trước, ô hoàng liên gia đã lên kế hoạch cho một nghi thức bí ẩn, trong đó có một phần thực sự được tổ chức tại biệt thự hoàng hôn. Sau nghi thức, bối tỷ tỉ thức tỉnh huyết mạch, mị ma. 22 năm trước, chị bối bái sư hát vũ đạo nhất, quái đạo đời đầu cơ đức, học thuật dịch dung biến thanh. 21 năm trước, có hy tử cũng bái sư hát vũ đạo nhất, bối tỷ phát hiện có hy tử cũng thức tỉnh huyết mạch đặc thu Có hy tử đến từ huyền Quần Mã, chị bối lén lúc tìm hiểu địa chỉ nhà của hy tử, phát hiện di tích thượng cổ nào đó. 20 năm trước, chị bối chấp hành nhiệm vụ ám sát, nhân vật mục tiêu là cha của nhân viên điều tra FBI Judy. Đối mặt với tiểu Loli Judy đáng yêu, bối tỷ động lòng trắc ẩn, không có gì cỏ tận gốc. 19 năm trước, Hắc Vũ Đạo lấy phương thức lãng mạn mà giả mang, công lực quái đạo thuộc nữ Hắc Vũ Thiên Ảnh. 10 tháng trước, chị bối được thiên sứ tiểu Lan cứu vớt, tâm trạng xuất hiện biến hóa. Đặt nhật ký của chị bối về chỗ cũ, tạo thành không lãng phí tế bào não để suy nghĩ. Ý thức được mình bây giờ là hình thái khỏa thân, lộ ra ngoài cảnh xuân, Tào Thành theo bản năng muốn mặc quần áo. Mở tủ quần áo, cầm lấy một bộ nữ trang liền muốn mặc vào. Không. Quần áo nữ chỉ có không lần và vô số lần. Cái ngành này đột nhiên xuất hiện trong đầu Tào Thành. Đầu giường là quần áo cũ của Tào Thành, chỉ bối giặt sạch sẽ. Tào Thành lại tìm được kéo và kim chỉ. Chỉ bối. Biết theo thù may vá cùng với thiết kế thời trang. Quần áo ban đầu bị Tàu thành cắt mây vá một phen, biến thành quần áo lớn nhỏ vừa người. Quần áo đã được giải quyết và đôi giày ban đầu quá lớn. Ở cửa tủ giày, nhìn thấy tất cả đều là giày nữ. Chiều cao gót giày cao gót từ 5cm đến 18cm, chị bối đều có thể điều khiển. Nghĩ đến chân ngọc chân đẹp của bối tỷ, long hồn bảo cụ của Tào Thành đã thức tỉnh. Gô luôn. Gô luôn. Bụng phát ra âm thanh, Tào Thành nhất thời cảm thấy đói bụng. Tìm một đôi dép hoạt hình, Tào Thành tạm thời mang trước. Ở phòng bếp, Tào Thành tìm được bữa sáng bối tỉ để lại cho hắn. Bánh mì, sữa, thịt sông khói, salad rau, trứng. Bữa sáng phương Tây rất tiêu chuẩn. Đơn giản ăn xong bữa sáng, Tào Thành rất tự giác quét dọn vệ sinh. Nhàn rỗi không có việc gì, Tào Thành xem lướt qua tòa biệt thự này. Trên bàn trà trong phòng khách có một tờ báo, Tào Thành cầm lên, ngồi trên sofa nhàn nhã đọc. Trang nhất, thám tử nổi tiếng học sinh trung học công đặng tân nhất phá án tổng giám đốc Tam Lăng Kính bị giết. Kudo Shinichi Nam chính của thế giới kha học Kinh khủng như vậy kha học thế giới Có rất nhiều nghịch thiên bút thiết lập được xưng là con nan huyền học định luật Không nói gì khác, nhân vật chính con nan, tử thần quan hoàng đi đến đâu thì xảy ra án mạng. Lực ảnh hưởng đột phá phạm vi nhị thứ nguyên, lan tràn đến thế giới hiện thực tam thứ nguyên. Đồng hồ Big Bang, sư tử đuôi cá, cầu độ nguyệt, VV đã bị phá hoại. Tiêu đề của ấn bản thứ hai là Hoa hạ trẻ tuổi vị hôn phu thê chết thảm ở nghe hồng đỉnh cấp quan nhị Đại Tây. Ngày hôm trước, hai thi thể một nam một nữ được đài truyền hình đưa tin đã được xác nhận. PS Sách mới các loại cầu Sách mới các loại câu Sách mới các loại câu Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách Bổ sung 100 tặng 500 phiếu viết Thời gian hoạt động Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4 Chương 7 Kẻ trộm Nữ trang Sách mới đủ loại câu Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Không lấy được test từ nguồn Trung Quốc